Em đã không phá cho chị rồi thì chị phải đi cho bắt chồng. Hồi nãy Lily cũng lại phá ở đây mà. Bắt đầu từ giây phút này, YOLO cạnh tranh với đội Ngẫu Nhiên ạ. Bây giờ thì Hoàng Yến sẽ hô hiệu lệnh xuất phát và tất cả các bạn sẽ bắt đầu đi tìm những chú cá. 3, 2, 1, bắt đầu! Chúng ta thấy là đội Thanh Xuân đã có một chiến thuật rất là lạ mà. Đúng rồi. Colorman và Hoàng Yến đã ngạc nhiên đó là các bạn leo lên trên. Đội Thanh Xuân không bắt nước trên... Không bắt cá. Bắt nước trên đá. Bắt nước trên đá là gì vậy anh? Đó, đang leo lên đá. Bắt nước trên đá. Bắt cá trên đá. Cái gì vậy? Tôm có được không ạ? Cá thôi ạ. Cá thôi ạ. Rất đoàn kết luôn, ba người con cũng là một chỗ. Anh đưa cho em đây cho. Ấy, bỏ đi khu vườn đi. Tôi quên mình bắt làm sao được. Có thời gian giùm em đi, qua chị qua với đỡ ở đây chị chọc cái đầu nước á cho nó khỏi chảy xuống. Tao đó ạ, đó đó ạ. Chị đi qua chị phá đợi đó cho em. Chị dơ vô. Bên nó hết rồi, chị không có tay thì bắt làm sao được, không có đồ thì bắt làm sao được. Nhưng vào chỗ em cá của em nó may mất. Ở đâu đây? Đâu? Đây ở đâu? Em không phá chỗ chị phá đúng không? Chị phá đúng không? Chơi vô, phải chơi vô mọi người ạ. À. Quay lên trên đây, lên trên cái nguồn nước đi. Em đã không phá chỗ chị rồi thì chị phải đi phá chồng. Hồi nãy Lily cũng lại phá ở đây mà. Tôi em sẽ đổi rau và không đổi thơm, tại vì tụi em thực sự nấu canh chua thì đôi lúc có nhiều người họ không thích ăn thơm thì họ không bỏ được. Chị rất đồng ý với quyết định của Nguyên, canh chua là phải thơm đúng không mà mình có rau nếm đúng không mà. Đúng, phải có rau. Thôi từ từ bình tĩnh suy nghĩ đi. Mình có quyền mà. Mình giàu có quyền mà tự nhiên. Đó là cái suy nghĩ của em. Anh ơi. Mình còn cái đầu cá hồi nữa. Không, anh ơi, ghé gian hàng tụi em anh ơi. Gian hàng tụi em ngày hôm nay là có chương trình là khuyến mãi nha anh. Mọi người biết không, cái đầu cá hồi mà nó không có thịt thì nó kỳ lắm. Cho nên là mình vừa có thịt mà vừa có đầu thì nó sẽ ấy hơn. Ấy nè. Lần này là anh thấy em suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều. Anh đồng ý. Rồi anh cũng chấp nhận đổi một ít rau nêm cho bên em. Nguyên à, Linh nghĩ rằng là bọn Linh thì cũng không cần cá đâu mà chỉ, bọn Linh chỉ cần ăn một trái thơm hoặc một cục me một tí một tí xíu thôi. Nhưng mà em nhớ là tập trước á, đội chị giết đội em cũng ghê lắm, đội em chỉ có 20 điểm và đội chị tới 100 mấy, cho nên là em còn cay lắm chị. YOLO xin trừ Ngẫu Nhiên 20 điểm ạ. Lấy 30 điểm của đội xanh. Vì là chủ xanh ạ, mặc dù là hai đội kia đang làm điểm nhau. Chủ xanh 20 điểm. Em không đổi cho đội YOLO, em phải giết đội YOLO trước. Ok thôi, không đổi nữa ạ. Ok, bắt đầu từ giây phút này, YOLO cạnh tranh với đội Ngẫu Nhiên ạ.